Nghiên cứu và sáng tạo thành công ứng dụng với tên gọi Mekonize, nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần cung cấp một kênh hỗ trợ y tế cần thiết cho người dùng. Đây là ứng dụng được dùng như một y tá cá nhân, giúp giải mã và xử lý mọi thông tin trên đơn thuốc cho người dùng chỉ bằng một lần nhấn chụp đơn thuốc. Quá trình hoàn thành dự án, nhóm bao gồm 5 thành viên là sinh viên năm cuối đang theo học chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện với sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên chuyên môn khoa công nghệ thông tin. Trong đó, 3 thành viên của nhóm sẽ tập trung vào mô hình xử lý và 2 thành viên còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò viết app. Ứng dụng Mekonize khi bắt đầu hoạt động sẽ xử lý và nhập liệu vào hệ thống đúng các thông tin có trên đơn, gồm các chẩn đoán, ngày kê đơn, tên thuốc, liều lượng và cách dùng của từng loại theo chỉ định. Chỉ cần nhập tên thuốc vào mục tra cứu, app sẽ truy vấn trong cơ sở dữ liệu và trả kết quả về cho người dùng ngay tức thì. Từ thông tin trích xuất, app sẽ lên một lịch uống thuốc hàng ngày riêng cho từng người dùng. Khi đến giờ, ứng dụng sẽ thông báo trên điện thoại để nhắc nhở uống thuốc. Điều mà nhóm hướng đến khi mà phát triển cái ứng dụng này đó chính là hỗ trợ người bệnh nhân có thêm thông tin về những cái gì mà họ đang uống. Việc mà có thêm thông tin như vậy thì giúp cho họ uống thuốc trở nên tốt hơn, hỏi được cái vai trò của thuốc khi mà trong quá trình họ điều trị bệnh, cũng như có thể là hỗ trợ trong quá trình họ uống thuốc đúng giờ, và có thể họ sẽ có thể thông tin thêm những cái chuyên gia khác để về cái thuốc họ uống. Một trong những khó khăn trong khi thực hiện ứng dụng Mekonize chính là cách để trích xuất thông tin từ hình ảnh một cách tối ưu. Bên cạnh đó, chi phí mua máy chủ tốc độ cao cũng là một trở ngại khiến cho quá trình xử lý và trích xuất thông tin chậm. Để giải quyết vấn đề trên, nhóm đã cải thiện mô hình xử lý thông tin nhiều lần và đã thử nghiệm một số mô hình để làm nét, khử nhiễu và xử lý chữ trên các bức ảnh, đảm bảo độ chính xác trong thời gian ngắn. Em đang cố gắng để tụi em phát triển cái ứng dụng này hơn nữa. Thì hiện tại là cái ứng dụng của tụi em đang chỉ nhận diện được cái đơn thuốc tiếng Việt thôi. Thì tụi em có tham vọng hơn là tụi em có mong muốn là sẽ nhận diện được nhiều đơn thuốc với nhiều cái format, nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Cho nên là tụi em đang cố gắng là tụi em phát triển thêm cái phần đó, cũng như là tụi em đang làm thêm một cái phần là từ những cái chẩn đoán của bác sĩ, từ cái bệnh tình của bệnh nhân thì có thể là đưa ra được những cái gợi ý, những cái giúp cho người dùng có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Sau khi mình dùng app lần đầu thì mình thấy app khá là hay, khá là thú vị. Tại vì các idea mà quét đơn thuốc như thế này là lần đầu tiên mình thấy trên một cái app điện thoại. Và riêng mình thôi, nghĩa là riêng mình thì nó cũng khá là hữu ích, tại vì bản thân mình cũng có sử dụng thuốc điều trị từ bác sĩ, có kê đơn, nhưng mà mình rất là hay quên. Nên là cái việc mà có một cái app, sau đó mình có thể tìm hiểu được cái thông tin thuốc từ cái app này, cũng như là mình sẽ đặt lịch nhắc được để mình uống thuốc thì nó khá là hay. Hiện tại, ứng dụng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và có hơn 200 lượt tải trên nền tảng số. Nhóm vẫn đang tập trung nâng cấp, cải thiện độ chính xác của ứng dụng và tích hợp thêm nhiều tính năng như một kênh hỗ trợ y tế cho người bệnh.